cái dươi là ở đây là cái dươi tháng 10 sẽ là cái dươi ngon nhất trong năm, mà thứ nhất là nó sẽ không bị mặn, nên là con dươi cho nên là nó không có bị vỡ, bị dập. Còn cái dươi tháng 11 thì nó là cái dươi nước mặn nó về nhiều nên là nó sẽ bị dập, bị vỡ nhiều hơn. Mà cái dân ở đây là người ta quen, người ta sành rồi, là tháng 10 là dân người ta đi ăn rất là đông, nên là các cô đi nhìn là đường ấy là rất là đông xe. Mấy lại người đến cứ tấp nập, với là người ta quen rồi, tháng 10 này là cái tháng mà nhà mình có công có việc và mình cần mua dươi là mình sẽ để trong tủ lạnh, có khi là một vài tháng cũng không sao cả. Vài tháng có khi người ta để được cả năm người ta ăn, người ta sẽ mua dươi tháng 10. Còn ví dụ trường hợp mình nhỡ mình không mua được dươi tháng 10 thì mình mới phải mua dươi tháng 11. Này con nước dươi ra đây để mua một ít về vừa ăn để Tết, để dành đến Tết thì vừa ăn vừa biếu. Nói chung là nếu theo như kinh nghiệm của những người đây thì người ta bảo dươi tháng 10 thì ngon, là cô để tháng 10 cô đến cô lấy. Năm nào cô cũng mua về cứ tháng 10 cô đến cô lấy. Đấy là món quà là mình gọi là tự hào là quê Hải Dương mình, mình mang mình biếu. Mới có, còn không là các nơi thì nó không có. Mà có thì nói chung là cái chất lượng nó cũng không bằng dươi tứ kỷ. Không bằng dươi tứ kỷ. Dươi tứ kỷ này là ngon nhất.